Đâu? Đây 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 đây. Ui, con này. Đây phải con này không? Như kiểu lai tạo thành con hổ trâu ấy. Ui, con chân. Con này cứng. Nhổ răng rồi lấy nó cắn này. Mọi người thấy chưa? Liên tục nhỉ. Con này nó bị ấy rồi. Chào cháu cả mọi người đã đến video tiếp theo của anh em mình nhá. Chào cả mọi người nhá. Sáng nay anh em mình xuống khu thế này. Xem mấy cái bẫy đây. Hôm nay là đi mấy để thu bẫy về mọi người ạ. Vì mùa này nó rắn nó vừa vào hang cái này, nó vào cái chỗ ấy rồi lười đi cái kiếm ăn, bây giờ nó cũng kiếm nhưng mà nó lâu lâu mới đi thôi. Trời giờ nó lạnh nên là nó ẩn nấp. Tầm nay là mùa lạnh quá bây giờ cái đấy tí xem xong thu gọn để cho một chỗ xong ấy. Ai gọi đấy? Bánh gọi. Alo. Alo. Mạng kém à? Mạng kém, mạng kém. Để qua lại. Alo. Alo. Nói bảo là vợ đang ở đâu? Đang ở dưới đoạn ấy này, đoạn vườn mít. Nè. Chim ra đánh bẫy đi không? Có. Alo. Mày có nghe Linh nói cái gì không? Có ăn đoạn cây khế mà hôm bẫy chim đấy gì? Đi lên đây em, ở gần đây như kiểu con rắn đấy, anh vừa ra thăm cái bẫy chim của anh em mình đánh. Về thấy có con rắn nó bò cái đống gạch kìa. Ừ đấy. Ừ thế để em mày anh Tuyên lên nhá. Đi. 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 Mày ăn thấy tí quá lại đấy. Bạn với chị của bạn gọi cái thế không mà. Ở đây á? Ừ. Không phải em. Ừ. Anh ấy nhìn thấy con rắn gì không? Cái đấy chim kia một không đóng rồi bị chập chứ không? Không. Là đuôi nó bò đây này. Ừ. Bò thì đuôi như ngón tay út luôn. Ui. Con này to ấy. Mới con bò. Xin chào tất cả mọi người á. Đây là hai cái sản phẩm chính. Đấy, mang thương hiệu sản phẩm thực vùng cao của mấy thầy trò mình mọi người nhé. Thì trên tay mình đây nó là một miếng cao rắn hổ mang. Đấy. Ở bên này nó cũng là một miếng cao chăn. Đấy. Thì toàn bộ chăn và rắn hổ mang đều là hàng tự nhiên anh em mình bẫy bắt được. Thì anh em mình về đã nấu thành cao và đóng hút chân không một cái túi nhài mọi người nhé. Mỗi một miếng nhài sẽ là một nạng cao rắn hoặc là cao chăn. Thì cái tác dụng của cao chăn và cao rắn hổ mang này nó đặc trị về vấn đề xương khớp, đau mỏi xương khớp, vai gáy và các khớp tay khớp chân, như đau dây thần kinh tọa nha mọi người nhé. Thì sử dụng cái cao chăn và cao rắn hổ mang này chỉ trong vòng từ 3-5 ngày thôi là mọi người đã thấy cái kết quả của nó rất là tốt rồi. Đấy. Thì mọi người có nhu cầu về cao chăn, cao rắn để đặc trị những bệnh về xương khớp thì cứ liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình sẽ để trên màn hình của cái video ngày hôm nay. Thế còn đây là một cái sản phẩm rất là tốt, cực kỳ tốt của mấy anh em mình. Tức là đây là toàn bộ đây là lấm linh chi mọi người nhé, tức là lấm lim ấy. Cái lấm lim này thì toàn bộ là lấm lim bao tử. Chứ lim này là lấm này là chưa có mũ xòe mọi người nhé.
tức là mình gọi là lôm na là lấm là mầm ấy, thì cái hiệu quả của nó rất là tốt. Đấy, nó đặc trị về các bệnh, về rất là nhiều bệnh, sàng lọc những chất độc trong cơ thể con người mình, và nó có một công dụng là ngăn ngừa tế bào ung thư được hiệu quả rất là cao. Đấy, các bệnh về tiểu đường, tim mạch, rồi gan, thận đều sử dụng nấm linh chi này rất là tốt. Thì mọi người có nhu cầu về nấm linh chi, cao rắn hổ mang cũng như cao chăn thì liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình nhé. Tí nhá. Đang xem kia, chuẩn bị đang vào xem cái bẫy đấy, cái gọi rồi. Nghi là này, bẫy giờ có con nào thỉnh thoảng nó ra thì mới trúng thôi. Ôi, trong là có anh tên đi để ý cả bên dưới kìa. Đi mua gì mà? Đi mua đấy, xong rồi đi lấy nước, xong rồi đi qua đây thì bổ ghé vào cái bẫy chim mày xem. Không có đóng nhưng mà không thấy đóng rồi. Anh trên ở dưới kia đi thu ấy thôi. Thu. Bẫy gì? Bẫy. Vừa mới đang chuẩn bị vào xem cái đầu tiên xem nó có dính không, thu gọn vào đấy là mình lấy mình lại xếp và mình lai một thể. Đống nó có bỏ này không này? Nhặt hết rồi. Cắt rồi. Dưới này lỗ đầy này. Đây. Trong này nó ẩn nấp trong này mà chả ấm. Ấm. Đây đấy. Đấy, người ta đi. Nhưng thợ đi ấn. Rồi xem cái hạ thứ trong kia thế. Con này đuôi nó màu vằn vằn. Hả? Em nghi là hổ ngựa. Nó vẫn là đi săn mạnh mà. Vừa mới chạy lại để xem. Rồi nó thoát bố cái lỗ này. Đây này. Thế là chui vào đống này em tí nữa. Đây mọi người. Đây, nó thoát luôn vào cái lỗ này luôn. Đấy. Thế là không thấy đâu nữa. Đây. Ở trong đây. Trên kia mình đánh cái bẫy. Gọi là bẫy gì? Bẫy chim huyết mọi người ạ. Nó ăn khế. Ăn khế là bắt sâu thì mình không rõ nữa. Không khế thì chắc chim khoan thôi, nhưng mà chắc là nó bắt sâu quá nhỉ. Bẫy thì sập nhưng mà không biết chim đâu. Ở đây. Đâu? Đây. Ui, con này. Đây phải con này không? Ở đấy vằn vằn. Đúng không? Đúng rồi. Này nhá. Con này mắt này chắc không phải con ngựa đâu. Ừ. Đây cái móc đâu? Đây. Bới gọn nó. Đấy, nó vò từ bên kia sang mà. Móc đây này. Bới gọn nó. Ui. Sợ thế. Rắn độc đấy. Tôi để em hất từ. Ui trời. Này, đoạn này bới. Bới cái lá ra, bới lá xong đó đi. Đây cái gì bới? Đâu đưa đấy. Lại nữa. Vằn vằn đúng không? Ui. Cái đầu. Ui, con này mang nó. Con mang không? Mang. Đúng rồi. Ui giời. À. Đúng rồi. Mang đi trâu luôn. Mang. Đuôi con lại không? Ui. Chân ấy. Nó vào cái lỗ gạch sao nhỉ? Móc em. Đây. Con này như nó vào cái lỗ gạch rồi. Đây tay đây. Đầu nó đi đây. Đây cái đuôi. Cái đuôi à? Đầu nó bên này. Ừ. Con này đấy. Mang. Đây đúng rồi. Cần mắt luôn. Tay. Trời ơi. Cẩn thận. Nó mang đi. Ôi nó chui xong rồi. Lôi cẩn thận thôi, nhặt. Đấy. Đấy. Cẩn thận đấy. Có thứ rồi. Đấy nhanh chưa, xả đất. Đừng sợ, không phải sợ. Đấy, này. Đây này. Ôi con này mang. Biến nó nhìn nó cắn này. Đây mọi người nhé. Đấy. Mang này phải đi xuất khác gần 2 cân đấy. Ê, cò nó lại ngắt. Thấy chưa? Mát đâu. Đấy. Ngắt. Ui giời, nó cắn này. Ui giời, cái tay. Ui giời. Con này hướng nhỉ? Con này. Tầm 2 cân.
Không, làm gì được 2 cân. Con này là bị đột biến mọi người này, mọi người thằng Việt bỏ tay ra đó. Nó lại đấy. Cái đầu nó là hình hài của một con rắn hổ mang. Nhưng mà cái mình của nó này, cái vằn này của nó này như kiểu lai tạo của con hổ trâu ấy. Ui, con này cứng. Ủa răng rồi đấy nó cắn này. Mọi người thấy chưa? Liên tục nhỉ. Con này nó bị ấy rồi. Đấy, cứ làm sao là đấy nó đuổi mọi người chưa? Nào, thấy chưa? Phun liên tục đó. Nào. Liên tục nhỉ. Ra, cẩn thận cái tay. Úi. Thế giờ đứng nguyên phát là đuổi lớp ngay mọi người này. Nó đuổi luôn. Này thấy chưa? Bọn này thì nó chậm thôi nhưng mà rất nguy hiểm nè. Đấy, rắn nó đuổi đấy. Thôi, cho vào túi đi. Mày, vào đây. Đuổi đâu? Úi giời. Chắc là nó tức là bắt nó. Dạ thế. Nên nó đuổi. Nó đang đi săn mồi nó bảo. Săn gì mùa đông thì chắc là đi rồi đi tìm chỗ nấp. Chỗ nó ấm, bên trong lỗ gạch thì gió máy vào đâu, được. Mấy ông này thì đâu lâu ở cái bọn này lâu nó vẫn ra săn một lần nó ăn mà. Chắc trong cái kiểu gì chả có cóc, có chuột. 2-3 tháng. Giờ đi lại bới thêm hết ra xem biết đâu còn con nữa đấy. Vô ạ. Cứ bới đi. Là thế ngay. Đấy bới cái loại xem. Vừa rồi em nhìn cái lỗ. Đây, đống nó to này. Đúng, vâng, đấy. Thấy được một em mọi người ạ. Đấy, đi thăm bẫy chim này, tình cờ những cái đuôi. Con này là đến số của nó rồi. Đúng, đến số. Thì giờ là anh em mình sẽ tập trung bới bóc moi móc hết cái đống đất, đống đá này ra mọi người nhá. Đống gạch chứ quên mất. Để mọi người xem video nhớ lại đăng ký kênh, ủng hộ cho tất cả các em, cho Teo Sabat, chụp cao. Xin chào tất cả mọi người nhá. Chào mọi người nhá.